Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Hương muốn chia sẻ một chút cảm nhận khách hàng đã sử dụng dịch vụ của bên Hương. Đầu tiên thì Hương cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã yêu quý, tin tưởng và sử dụng sản phẩm dịch vụ của bên Hương. Và cũng chính vì sự tin tưởng của khách hàng nên cũng là động lực để cho Hương cố gắng làm đẹp cho chị em mỗi ngày. Khi mà làm cho khách thì lúc nào Hương cũng đặt lợi ích về cái đẹp của khách hàng lên đầu tiên. Chính vì thế mà khách hàng bên Hương thì đến 70% là khách hàng cũ giới thiệu. Đơn giản là vì khi mà khách làm xong họ cảm thấy ưng ý, họ cảm thấy đẹp và hài lòng thì giới thiệu những khách hàng tiếp theo cho mình. Thì dưới đây là Hương có trích ra một vài cảm nhận của khách hàng bên Hương đã sử dụng dịch vụ. Thì hôm nay Hương muốn chia sẻ để cho mọi người có thể cùng xem. Đầu tiên đấy là bạn là Phạm Thanh. Bạn ấy là tận Quảng Ninh thì có lên phun môi ở bên mình. Môi của bạn ấy là rất là thâm. Trước là môi của bạn ấy bị tình trạng là cực thâm luôn, thâm đen luôn. Thì sau khi mà bạn làm xong thì bạn mới chỉ làm một lần thôi nhá. Có hẹn với Hà Nội với Lan à, có cái hẹn với Hà Nội tháng sau, tớ có nên bùng lịch không nhỉ Lan Hương? Mỗi một lần là đã đẹp lắm rồi, thêm lần nữa sợ xinh lắm. Đây, bạn tiếp theo là bạn Ngọc Ánh. Bạn này thì cũng mới làm một lần. Em không biết chụp ảnh tự sướng chị ạ, thi thoảng mới xuất thần được một kiểu. Thế luôn ảnh này em phê lông mày với môi của em quá. Ê, bạn ấy rất là xinh, xinh gái. Cam Thường này em, nay đến mọi người đã khen rồi. Tức là đây là mọi người, khi mà mọi người làm môi xong ấy thì mọi người hay sợ bị sưng, bị sưng môi và ngày hôm sau không đi làm được. Nhưng đây mọi người có thể xem này, môi mới làm được một ngày này, và chị ấy chụp bằng Cam Thường đã không bị sưng rồi. Lông mày của cô bong hết rồi này, đẹp đẹp hơn ạ, và hơi mờ chút thôi. Mọi người có thể biết là cái như hôm trước mà những cái ở cái video trước Hương có chia sẻ là cái sản phẩm bên Hương sử dụng 100% là mực hữu cơ, nên khi làm bằng mực hữu cơ thì sau bong ra cả mày và môi nó sẽ nhạt trong tầm khoảng từ 1 cho đến 2 tuần đầu. Sau đấy màu mực nó sẽ ổn định và đẩy màu dần lên, thì lúc đấy lông mày và môi chúng ta mới đều màu được. Tuy nhiên thì Hương cũng có nói với mọi người là khi mà mọi người làm lông mày ấy, thì mọi người quan trọng nhất là cái dáng. Khi mà cái dáng nó đẹp rồi thì bong ra nó có hơi mờ một chút, thì mọi người 1 đến 2 tuần đầu tiên khi mà bong ra mọi người có thể kẻ thêm một ít được mà, tại vì mình có dáng rồi, quan trọng là dáng đẹp thôi. Thì sau 2 đến 3 tuần trở đi thì màu mực nó đẩy lên rồi thì lông mày chúng ta đẹp. Bạn ấy làm môi ngày xưa, bạn ấy đã từng làm ở một nơi khác rồi, nhưng mà tuy nhiên là bị đập viền và bị xịt màu, thì hôm đó bạn ấy có đến chỗ mình để sửa lại. Thì khi mà làm xong ấy thì bạn lại nhắn tin cho mình luôn, đây này, tớ làm xong không bị sưng, không qua xuống, có một chị thích làm và muốn giới thiệu cho mình. Thì bạn ấy cũng có nhắn tin cho chị đấy và chị cũng có nhắn tin cho mình. Tức là khách của mình thì cứ làm xong, họ cứ làm xong cho đấy thì họ gặp bạn bè, thì bạn bè cảm thấy ưng thì lại cho mình cái contact của mình và nhắn tin. Đẹp quá, về ai cũng khen là môi đẹp, và hôm nào phải qua để xử lý nốt cái lông mày. Tức là hôm chị này là lông mày của chị cũng làm rất là lâu rồi, nhưng mà hôm đó thì muốn làm môi trước để xem môi có đẹp hay không. Thì sau khi mà làm môi xong thì ưng quá, ok rồi, và hẹn là hôm nào qua để làm lông mày tiếp. Bạn ấy làm combo cả mày môi mí luôn. Hoài Anh này là biết đến mình là qua uốn mi. Khi bạn ấy uốn mi thì mình có thấy cái lông mày của bạn ấy là nó hơi xấu, thì mình có tư vấn mình vẽ dáng cho bạn ấy trước, thì vẽ dáng cho bạn ấy ưng, thế là bạn ấy làm lông mày trước. Bạn làm lông mày thì bạn ấy thấy ưng quá, thế là hôm sau bạn ấy làm luôn cả môi và cả mí luôn. Tức là làm môi xong mí luôn này. Phun quả mí mắt của chị Lan Hương xinh quá, ai muốn phun môi mày mí thì đến chị này làm xinh cực mà giá rẻ bất ngờ. Chị này thì cũng đang muốn làm môi nhưng mà sợ bị sưng, thì sau khi mình xem cái livestream của mình thì cũng comment đẹp quá em ơi, như này tự nhiên chị thích. Mọi người làm xong cứ như quả cà chua ấy, tức là mọi người hay bị trong đầu suy nghĩ là phun môi xong thì nó sẽ bị sưng tèo mất lên đấy. Thì khi mà mình, tại vì trước mà mình có làm cho khách, Hương làm cho khách thì Hương chụp ảnh lên thì rất là nhiều chị vào inbox hỏi là em ơi đây là môi môi vừa làm xong thật không, hay là môi em đánh son chụp đấy. Thì chính vì thế nên gần đây Hương hay phát trực tiếp hơn để cho mọi người xem. Đẹp quá về ai cũng khen. Hoài Anh nhắn tin này, màu môi bôi dưỡng nè, đây là mọi người có thể nhìn thấy này, môi sau bong xong thì chỉ cần bôi dưỡng thôi là màu môi nó đã trong, nó tươi như thế này rồi. Đây là bạn này, là bạn ấy phun cả môi cả mày mới bong ra này. Mình có hỏi sau khi mà khách làm xong bên mình thì bao giờ mình cũng sẽ nhắn tin về quy trình chăm sóc dưỡng mày dưỡng môi cho khách, và sau khi mà bong xong thì mình đều nhắn tin lại cho khách hỏi xem là màu môi đã lên ổn định hay chưa, hay là khách có muốn chỉnh sửa gì hay không. Màu môi giờ hơi nhạt nhưng mà nhìn tự nhiên thấy ưng lắm cậu.
Tại vì là cái môi của bạn này là môi của bạn ấy rất là thâm, nên là mình có làm là đầu tiên thì mình xử lý thâm trước cho bạn ấy, sau đấy thì mình sẽ vào màu. Và chính là cả cái mực mà sử dụng nữa là mực hữu cơ, nên là mọi người bong ra thì màu sẽ hơi nhạt tự nhiên một chút, chứ nó chưa thể đậm luôn được, nhưng mà 2-3 tuần sau thì màu sẽ lên đều. Quan trọng là dáng lông mày ưng này, môi cũng hết hết thâm rồi, mọi người có thể thấy này. Tuy nhiên tuy là màu môi nó không đậm như mình đánh son, nhưng mà màu nó đã hết sạch sắc tố thâm rồi và nó chuyển sang sắc tố hồng rồi. Bạn này thì bạn ấy muốn phun tông màu cam mới bong ra này, môi mình bong gần hết rồi, cam thường luôn xinh lắm. Tức là mọi người mới bong ra, mọi người feedback gửi cho mình luôn, nên đọc những cái comment này mình càng có động lực để làm hơn. Bạn cũng có sử dụng cả combo mày môi mí luôn, mày môi luôn và uốn mi luôn. Ê, đúng rồi, môi em không đánh son hay dưỡng gì đó, màu rất là xinh. Đây, bạn Lê Trung môi cũng mới bong ra này. Môi xinh này Hương ơi, bong hết từ hôm thứ ba rồi. Tức là bạn ấy làm từ hôm chủ nhật và thứ ba đã bong rồi, mọi người chỉ mất tầm khoảng 2 đến 3 ngày là môi bong rồi. Đây cũng là một feedback môi nữa của cô Hảo. Môi cô lên màu đẹp rồi. Ai cũng khen. Đấy. Còn bạn này là bạn Hương, là bạn ấy cũng phun môi bên mình này. Đây mọi người có thể nhìn thấy đấy. Môi xinh. Lan Hương môi lên màu xinh dã man ý, ưng ưng. Mình phun môi nhà chị Lan Hương nên xinh đó ạ. Chị này thì là trước là chị có đi làm lông mày ở một chỗ khác rồi, tuy nhiên là nó bị dáng nó bị xấu và màu nó không lên, thì hôm đó chị cũng qua bên mình sử dụng cái uốn mi, thì mình có nhìn thấy cái lông mày của chị nó rất là xấu. Tại vì kiểu bệnh nghề nghiệp ấy, khi mà mình cứ nhìn thấy lông mày hay môi của khách xấu là tự động là tư vấn cho khách luôn, bảo là để em vẽ lại cái lông mày cho chị nhìn cho nó sáng sủa khuôn mặt. Thì sau khi mà mình vẽ cho chị cái dáng lông mày mới xong thì chị ưng, thì chị có nhắn tin cho mình này. Khi mà chị làm xong ở chỗ khác thì chị không ưng, chị thích cái kiểu như của em, nhìn nó đậm nhưng vẫn thanh mạch, rõ nét và có đường cong bay tự nhiên mà hài hòa, với tỷ lệ không to quá cũng không bé quá. Chị vừa tẩy trang xong nhìn cái lông mày hiện tại chán thực sự. Tức là chị đến thì mình có vẽ cho chị cái lông mày mới, cái dáng mới, thì sau khi mà chị về chị thấy ưng rồi, mà sau khi tẩy trang xong thì nhìn lại cái dáng lông mày cũ thấy xấu quá, nên là mình nhắn tin book lịch là để hôm sau làm. Đây, mai chị qua rồi em làm cho chị đẹp như của em, nhìn tự nhiên mà rõ nét lắm, đẹp hơn thì càng tốt. Đây của chị này là chú công nhận là có mày môi, có phun môi vào thì không cần phải đánh son đẹp cả năm. Đấy, mọi người nhìn này, những màu môi rất là trong, nhìn rất là tự nhiên. Khách của mình không chỉ là có khách nữ mà còn có cả khách nam nữa. Đa phần khách nam mà đến sử dụng bên mình thì nó sẽ là khách nam, thì hầu như là chỉ có điêu khắc lông mày và phun và khử thâm môi thôi, chứ nó không có dịch vụ là phun môi hay là phun mí gì cả. Đây là anh này, là anh ấy là làm lông mày phong thủy, tại vì anh này thì là dân làm ăn nên là rất là theo về phong thủy. Thì cái lông mày của anh hiện tại là hai đầu lông mày nó bị xa quá thì trong phong thủy nó không tốt, thì anh có đi làm để cho hai đầu lông mày nó gần hơn một chút. Thì đây có feedback lại cho mình này. Tức là con trai ấy, khi mà đi làm lông mày phong thủy thì họ không quan tâm là phải làm kiểu dáng gì xấu hay đẹp, mà họ quan tâm là cái phong thủy sau nó có tốt hay không. Thì anh làm xong anh có nhắn tin lại feedback lại cho là làm lại con chân mày mới được công ty thưởng con ô tô đấy. Đây gửi ảnh ô tô cho mình này. Đây là một bạn nữa, bạn ấy là môi của bạn, mọi người có thể nhìn thấy bạn anh Trần là môi của bạn ấy là trước là bị thâm và viền môi nó rất là, cái môi nó dày và nó không có viền, nó không có viền, nó nhìn cho môi nó bị dày hơn là bị thâm nữa. Thì sau khi mà mình phun xong mà mình tạo viền nhẹ cho bạn ấy thì nó thành ra viền tim như thế này, nhìn nó sẽ gọn môi hơn. Và với những cái môi dày thì mình sẽ đi đậm ở trong lòng hơn, và phần ngoài mình sẽ đi nhạt hơn để cho môi nó mỏng hơn, nhìn nó hút hơn. Bạn có feedback à? Môi lên màu này bạn ơi, mình môi mỗi dưỡng đó và cam thường đó mới được có nửa tháng thôi, mới được nửa tháng mà màu môi lên rất là tươi này. Đấy. Đây bạn này là Hậu Hĩ. Ok, bạn này là bạn ấy làm môi, bạn Hậu Hĩ này làm môi của mình rồi. Đây có nhắn tin alo chị giám đốc công ty tớ đang muốn làm môi mày nè. Tức là bạn ấy làm rồi và cái chị giám đốc của chỗ bạn ấy thì thấy ưng quá nên muốn làm. Thì đấy Hương mới bảo là khách hầu như là khách cứ làm ưng xong rồi là khách lại giới thiệu cho khách. Hi hi, phun xong tiện hẳn, dáng mày cũng đẹp, ai cũng khen. Màu lên đẹp cậu ạ, à, không đậm lắm vì trước tớ môi tớ cũng bị thâm nhưng tớ thấy thích vì da tớ ngăm. Đấy, khi nào hết thì lại đi phun lại chứ tớ lười đánh son lắm. Phun với cái công nghệ phun bên Hương thì màu môi nó sẽ giữ được tầm khoảng từ 2 năm rưỡi đến 3 năm nhé mọi người nhé, chứ nó không để được từ 5 đến 7 năm đâu. Nên mọi người làm về cái mực hữu cơ thì mọi người chỉ cần để 2 năm rưỡi đến 3 năm thôi, tại vì nếu mà mình để lâu quá trên da thì càng ngày nó càng bị xỉn đi rất là nhiều.
Tiếp theo nữa đây là của chị Nhung. Chị có làm điêu khắc mày bên mình này. Nhìn tự nhiên lắm, thank you em nha. Đấy, khách nhắn tin lại feedback. Đây là chị Hà Anh. À, chị bảo feedback cho mà quên lên màu xinh nha. Mọi người thấy này, màu môi rất là tươi, rất là trong. Cái bên Hương ấy thì Hương theo cái phong cách là môi làm sao để cho nó trong nhất, trong mượt, chứ màu nó không bị bết, nó không không phải đi đậm choe choét đi đâu. Tại vì mọi người làm xong nhiều khi mọi người đi đâu mọi người vẫn muốn đánh son mà. Đấy. Đây khách cũng vẫn comment vào cả, khách còn cảm nhận luôn cả vào inbox, à vào vào bình luận của mình luôn này. Môi Lan Hương làm cho mình từ tháng 2 đến giờ màu vẫn còn đẹp lắm, ai cũng khen. Thành Lan Hương nhé. Cả combo môi và điêu khắc lông mày của chị Vân Anh này được chắc cũng phải được tầm khoảng gần 1 năm rồi. Màu môi mọi người nhìn thấy này, rất là tươi và trong. Của chị Trang Thùy này, inbox cho mình. Môi mộc luôn này, mọi người nhìn thấy này. Môi không đánh son, không đánh dưỡng, lông mày full, nhìn rất là sắc nét. Em yêu ơi, chị bong hết rồi nè, ưng lắm, cảm ơn em nhiều nhá. Đây của bạn Phạm Thanh này, trước là môi thâm này, sau khi mọi người thấy đấy, từ cái sắc môi rất là thâm thâm đen luôn, và là sau khi mà mình khử thâm mà mình vào màu nó lên màu rất là tươi như thế này rồi này. Bạn có nhắn tin cho mình là môi mỗi tí dưỡng thôi đã căng lên rồi, tớ không nghĩ là màu sau bong lại được đậm như thế này. À, mình hỏi là bạn ấy ưng chưa, bạn bảo có chứ, màu đẹp như thế này sao không ưng được cậu. Đấy, rất là xinh. Còn bạn này thì bạn ấy gửi luôn feedback và comment luôn. Môi đã bong đây chị, ai muốn đẹp ngay cả trong lúc ngủ thì phải qua gặp chị Lan Hương. Từ ngày gặp chị Hương vứt hết son đi rồi. Đấy. Còn có những khách thì tag luôn tên trên Facebook. Đây, cảm ơn cô Tấm xinh đẹp đã làm môi rồi không phải đánh son. Đấy, mọi người làm môi xong không phải lo ăn uống cái chuyện mà nó bị trôi son hay gì cả, và ăn uống thoải mái bình thường. Thì Hương trích ra một vài cái cảm nhận của khách hàng để cho mọi người thấy là sau khi mà làm xong ấy, thì màu môi của chúng ta đa phần là màu môi nó sẽ trong tự nhiên, chứ nó sẽ không bị đậm quá hay là già quá hay là bị đậm viền đâu. Thì đó, nếu mà chị em nào mà chúng ta còn cái câu hỏi gì hay thắc mắc gì hay là lo ngại gì về việc phun môi, phun mày, phun mí thì có thể là inbox cho Hương, thì hoặc là hỏi cái vấn đề chi tiết hơn, Hương hỏi chi tiết hơn thì Hương sẽ tư vấn và giải đáp cụ thể cho mọi người hơn.